Bình Hồ nói được chưa? Không đâu, ở trong nước họ cũng chưa bỏ đâu. Cái nhóm của ông Bùi Gia Việt đó, ông nhất định là phải ngụy chứ không thể bỏ ngụy được. Dưới cái công tơ anh không? Ok anh không? Nói đi Bình ơi. Sorry. Tôi nói chuyện với anh được mà coi như tôi Ừ. khóc trời luôn mà giờ nói chuyện với anh được coi như vui rồi. Nào bữa Ok. nay mặt đẹp trai quá Dạ. Anh ha. không? Rồi đang tính nói gì Như đi thế nói này. đi. Khi bên nói chuyện á thì phải có các lớp đàn anh và đàn chủ để mà chứng minh cái sự việc mình nói chuyện. Chứ tôi không bao giờ nói chuyện mà coi như tào lao hoặc nói chuyện mà coi như không đâu vào đâu. Thì khi mà tôi được biết anh cách đây cũng là khoảng chừng 2 3 năm rồi anh không ạ? Cứ nói đi, nói đi nghe mà. Tôi rất là tôn trọng anh và tôi theo dõi từng bước của anh đi và anh đi con đường của anh á cho đến khi mà coi như thành công bây giờ á, tôi cũng từng nói với anh á, những một cái số người rất là nhỏ ở đây họ chẳng qua đưa đón anh một cái cách mà giả mạo thôi, nhưng mà có hàng chục ngàn người ở Việt Nam họ đón nhận anh một cách rất là nồng hậu. Con đường anh đi rất là chông gai, anh đã trải qua bao nhiêu cái biến cố, chính tôi nói với tất cả cái cộng đồng mạng ở trên thế giới này, một người như anh không ai làm được đấy. Never never somebody do the same you. Thành ra tôi nói đây á, một cái mà để cho các bạn trẻ họ biết được á, anh là cái người hy sinh như thế nào. Anh đã bỏ ra đã biết bao nhiêu cái công lao, cái công sức, kể cả chị Lệ Hằng nữa. Tôi lên trên Cali, chị Lệ Hằng nói tôi cầm lòng lắm. Nhưng cuối cùng chị nói một câu là chị thừa nhận anh đi con đường đúng á. Có ai hiểu được anh? Có ai được biết được anh bằng chị Lệ Hằng và gia đình của anh? Thành ở đây tôi nói với tất cả cộng mạng, nếu những người nào không biết được Nguyễn Văn Hồng thì hãy xem từ năm 2006 cho đến bây giờ. Đừng có nói về trước đây. Vì trước đây anh là cái người mà chống cộng kinh khủng lắm. Không có ai mà coi như chủng cộng như anh hết đó. Nhưng mà sau khi anh nhận dạng được mà cái sự thật và con đường để anh đi để đấu tranh cho một cái dân tộc, một cái con người ở Việt Nam, một con người ở nước ngoài để á, bắt một nhịp cầu có tình thương với nhau, ai làm được việc này? Tôi nói thiệt và anh xin lỗi anh, những cái kẻ ở trên cái những cái cộng đồng mà cộng đồng của là nước ngoài hay là coi như những cái cộng đồng của là coi như là quốc gia mà Việt Nam Cộng Hòa, tôi nói một tiếng nặng nhưng mà tôi không cần nói, vì họ những người không có cái trình độ trí thức, không có một cái nhận thức nào để mà coi như họ họ giúp được cái đất nước và con người của Việt Nam của chúng ta. Anh là cái người thứ hai mà tôi tôn trọng và tôi tôn thờ mãi mãi. Ai làm gì anh, ai nói gì anh, tôi không cần biết. Đó. Nhưng mà anh làm được cái việc mà coi như bắt một nhịp cầu của là coi như là người ở trong đất nước và người ở ngoài hải ngoại để gắn bỏ cái tình thương với nhau, dù sao đi nữa họ cũng đến gần với nhau được là coi như 70-80%, rất tốt. Thành những người mà coi như xuyên tạc với anh và nói gì, tôi nói việc những người đó không có một cái lý trí con người, không có một cái trình độ để kiến thức và nhận dạng được á, ai là người yêu nước. Hôm nay tôi lên đây á, để nói có đàn anh
Anh là người đàn anh của chúng tôi. Và có là chủ Nguyễn Văn Cường, chủ Dương Xuân Phương, anh Nguyễn Thế Phượng. Những cái người đó đáng ghi nhận. Và đảng là coi như là mình phải tôn trọng và học hỏi. Chúng tôi là đàn, đàn em, đàn con. Chúng tôi phải là nhìn nhận được cái sự mà coi như là các anh, các chú làm. Chúng tôi học hỏi. Học và hỏi. Hai cái điều này cần phải làm. Nếu chúng ta học mà không biết thì phải hỏi. Học không hiểu thì coi như cứ hỏi đàn anh, đàn chú. Rồi để chúng ta áp dụng vào cái đời sống, cái hoạt động để mà chúng ta mà coi như giúp cho cái đất nước. Tôi nói thiệt với anh á, tôi qua Mỹ đây, tôi sống ở Mỹ đây, tôi là công dân ở Mỹ, nhưng lúc nào tôi cũng là thương quê hương đất nước Việt Nam hết. Đó. Nếu những người như tôi mà đi đến đất nước Mỹ này mà một có cái tấm lòng và cái sự yêu thương của đất nước Việt Nam á, bốn mươi mấy bốn bốn triệu mấy người á mà cùng ý tưởng với tôi á, thì đất nước Việt Nam mình nó mạnh lắm, rất là mạnh lắm, vì mình đi cùng một cái con đường, cùng một cái chí hướng, cùng một cái tình thương để bồng bọc lẫn nhau, như vậy là quá mạnh. Tôi không thể nào mà coi như từ chối là tôi ghét cái đất nước Việt Nam, vì đó là cái cha sinh mẹ đẻ của tôi. Dù sao được cũng có là coi như người thân của tôi, chị em tôi và coi như là người bạn bè của tôi, at least. Anh Hồng là nhiều khi tôi thấy anh đó, nó quá mệt mỏi ở trong cái tuổi của anh. Cái tuổi của anh đó, như cái tuổi của Trump đó coi như mà còn đi hơn Trump nữa. Có ai hiểu được anh không? Anh bỏ thời gian ra làm gì? Để cái thông tin cho mọi người họ hiểu được cái đất nước của mình. Nhưng mà khổ nạn nhất là cái những kẻ mà nó vô lương tâm, nó vô đạo đức, nó vô cái cách mà nhìn nhận để mà coi họ xuyên tạc, rồi họ cho anh cái này cái nọ. Tôi rất là buồn. Tôi rất là những ngày anh đi Việt Nam tôi rất là quan tâm đấy. Cái tuổi anh 70 71 tuổi như vậy quá quá hơn tuổi tôi rồi. Mỗi lần tôi về mà thăm quê với mẹ tôi hơn một tháng tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Anh làm cái việc đấy, tôi nói ở trên cả một cái cộng đồng mạng ở hải ngoại này, đừng nói Việt Nam vì Việt Nam có nhiều người đấy, những người nhân hồng đã có bao nhiêu người làm được. Lê Vũ hả? Teresa hả? Nothing. Phố Bô Sa là coi như là Vũ Hoàng Lân, nothing. Không có cái người nào, vì họ là có sức khỏe mà họ không làm được những cái việc như anh đó. Đây là cái lời tâm sự tôi á, là nói để mà có cái lập trường anh đang để chứng nhận là tôi nói đúng hay là sai. Tôi nói thưa cộng đồng mạng á, tất cả các anh em á, tôi ăn bày uống bày được, nhưng mà tôi không nói bày và làm bày, vì cái đó là quy luật của gia đình tôi, và cũng không nói lão nữa, kể cả con vợ tôi cũng không nói lão nữa. Cái nào tôi làm được tôi nói liền, tôi làm được liền. Cái nào tôi không làm được là tôi nói sorry, that's it. Không có cái gì mà cái để mà mình có cái dối trả với nhau để làm gì. Thành đây là coi như tôi rất là ước ao mà khi gặp anh Nguyễn Văn Hồng trên mấy cái cộng đồng mạng đấy để tâm sự với anh và nói với anh đó, những điều mà cái tôi cần muốn nói ở trên cái cộng đồng mạng. Và tất cả mọi người cùng đồng lòng với chúng tôi để mà coi như góp một bàn tay, góp một cái kiến thức, góp một cái hướng để chúng ta làm được cái việc gì cho đất nước của chúng ta. Chúng ta mặc dù qua đây, chúng ta con cái thành công, tốt đẹp. Con tôi là bác sĩ kỹ sư hết. Tôi cũng khoe với cộng đồng mạng, nhưng coi như một bác sĩ, một kỹ sư, hai y tá, một doanh nhân.
Như vậy là coi như quá tốt rồi. Và khi tôi làm được việc này là tôi phải coi như bỏ biết bao nhiêu công lực. Thưa bạn, tôi chỉ có nói như vậy để coi như là cộng đồng mạng họ biết về cái sự hy sinh của anh thôi. À, xin mời anh. Vâng, cảm ơn Bình Hồ. Một lời tâm sự rất là xúc động. Anh làm em khóc anh không? Tôi đang khóc phải không? Mà coi như cũng cố nén cái dòng nước mắt lắm. Cảm ơn rất nhiều, rất là xúc động. Coi như mình khỏi bị cái dạng đàn của dạng đoàn của là cái tâm tình của mình làm gì được á, cho một cái đất nước tốt đẹp của mình đó mình phải hy sinh, không có cái gì hơn là bằng hy sinh. Tôi hy sinh mọi mặt. Tôi thiệt với quý vị ạ, tôi tuyên bố rằng một câu á, nếu đất nước mình lâm nguy, có cái gì cách trở, có cái gì mà ngoài xâm á, tôi sẵn sàng giúp bằng những mọi cách của tôi. Nếu tôi không có tiền tôi bán xe, thì xe rồi tôi bán nhà luôn. Tôi giúp cho cái đất nước mình đó, nó có một cái vũ khí để mà chống lại ngoại xâm. Tôi Hồ Ngọc Bình này không bao giờ nói dối. Tôi sẵn sàng coi như giúp được cái gì của nhà nước Việt Nam yêu cầu tôi giúp hết. Tôi bán cái xe tôi giúp, nhưng mà tôi làm được chiếc xe. Tôi không phải nói mà phát như gặp quý vị mà trên mạng mà coi như cào cậu vậy là coi như là nói chuyện tào lao đâu. Anh Hồng cứ nói chuyện đấy không, dằn cái tình cảm lại. Ok, ngày hôm nay tôi nói á, để mà tôi ok tôi lên anh Hồng, anh có tặng tôi một cái ly này, cái là cái logo của là KB Sài Gòn. Những người mà có cái ly này á không bao nhiêu người đâu. Đây là một cái tâm tình, một cái tình cảm mà anh em chúng tôi cho nhau, đằng anh, để mà anh á, hướng dẫn cho chúng ta đi con đường tốt đẹp. Đừng bao giờ suy nghĩ một cái vớ vẩn. Hãy làm cái gì cho quê hương đất nước mình tốt đi. Thứ nhất tôi yêu cầu các bạn hãy làm cái nhà mình cho sạch, cho tốt, cơm no ấm. Lúc đó các bạn giúp được đất nước, trả lại cái nợ nần các bạn có. Những cái ngày qua tôi nói trên cái face mạng của anh Lê Xuân Nghĩa, nó ít thôi. Vì không có người chứng nhận, không có người là coi như là đàn anh, đàn chủ. Cho dù tôi nói gì nữa, các bạn cũng cho tôi là cộng sản hay là bắt que gì đó. Tôi hứa với các bạn, các bạn tìm ra tôi một cái video mà tôi hoạt động cộng đồng bất cứ ở, các bạn gán cho tôi một cái gì tôi không khe. Tôi chỉ biết là chính phủ Việt Nam, chính quyền Việt Nam và cái người tôi tin nhất là anh Hồng, anh Nguyễn Văn Hồng ở đất Mỹ đó. Tôi tin tưởng anh là người đầu tiên nhất. Có gì tôi hỏi anh liền, có gì tôi đưa ý kiến cho anh liền. Vì anh là cái người đàn anh mà coi như anh, tôi biết rõ những cái gì mà các anh làm hết.
Anh coi như tôi hỏi anh trước khi tôi làm việc, trước khi tôi mở hoạt động. Tôi không phải làm những cái chuyện vớ vẩn như mà coi như quý vị ở trên mạng mà để cao cậu với lẫn nhau đâu. Ngày hôm qua thưa anh Hồng á, tôi nói chuyện với ông người vụ á, người vụ ngày hôm nay phát trên đài á là kêu gọi bà con tiếp tay, không có coi như là ủng hộ về các cái chương trình mà coi như mà khuyên góp nữa. Những cái khuyên góp đấy nó làm cho cái đất nước mình đó nó tồi bại lắm, và họ là lợi dụng trong cái khuôn khổ đó, họ thu nhập những cái đồng tiền mà dơ bẩn, những cái đồng tiền một người dân ở hải ngoại đấy bỏ ra, họ tin tưởng vào. Anh Hùng nói đi, nói hôm nay á cứ nói trên cộng đồng mạng để cho cộng đồng mạng họ biết á. Anh là ai? Anh làm gì? Họ làm được như anh không? Anh đứng giữa cái bô xa mà nghênh ngang như vậy á, đổ hàng chục người nào dám đứng như anh một mình. Ngày hôm nay thằng nói chuyện với bà Lê Xuân Nghĩa, Dennis Nguyễn, nói anh Hồng đấy, hãy nói anh Hồng á vào thời 2000 là 2006 cho đến bây giờ. Còn những cá nhân của anh Hồng với là coi như là Lê Vũ á, đó là chuyện cá nhân. Chuyện cá nhân ai cũng có hết á. Có ai đụng chạm tôi, nhưng mà khi mà tôi lên đây gần đây á là cũng họ cũng ném đá tôi. Họ cũng cho tôi nghe này nghe nữa. Đó là chuyện cá nhân. Nhưng mà chuyện làm chung của xã hội, làm chung của đất nước á, là cái chuyện đó rất quan trọng anh không? Anh cứ nói lên tâm sự á, cho mọi người họ họ hiểu được. Anh đã hy sinh cái gì? Chính trị lệ hành cũng hy sinh. Cái người vợ mà chung gối với anh á, có ai hiểu được không anh không? Ca sĩ cái thời đó là cái nổi tiếng mà chịu bỏ tay với người chồng mình, chịu tâm sự tôi đấy. Tôi nói coi như bây giờ chị nghĩ sao? Tại bây giờ anh đi con đường đúng rồi, đi yên tâm rồi. Một người sĩ quan nhanh á là giúp được hai bên, chế độ Cộng hòa và chế độ Cộng sản. Không phải là cái chế độ nào, nhưng mà anh giúp cái nhịp cầu của người dân, của đất nước và cái người mà có như Việt Nam mình á, đã xa lánh đi những cái sự thật, những cái trang mạng, những cái đài thông tin ở California, nó chỉ biết là có như để nói nhảm, để kiếm cái đồng tiền mà có như mà quảng cáo để sống thôi. Họ bưng bít hết. Truyền thông để đem những cái thông tin cả cái thế giới này họ thấy, họ biết, họ hiểu. Còn những cái bọn thông tin ở California, những cái đài này đài nọ, tôi nói thì không đáng, bởi người vụ nó chửi hết đó. Bây giờ tôi mới thấy được là người vụ là người vụ, hồi xưa là không phải là người vụ đó năm. Hồi xưa người vụ ở California không phải là người vụ đâu. Cái đài Lý Đức Kinh của là người vụ á, tôi nghe qua tôi nói nó cũng dũng xem thêm. Nhưng mà bây giờ người vụ là người vụ, thực sự cái bản tính của người vụ như vậy. Bởi vậy người vụ mới xa lánh cái California đi. Người vụ từ đi con đường của người vụ. Bây giờ người vụ đang chinh phục những cái người để nghe người vụ, và tôi bây giờ tôi đang nghe là người vụ lại cách đây 2-3 tuần đó, tôi đang nghe người vụ lại, tôi ủng hộ anh giảm nói sự thật, giảm những là cái việc làm mình
giảm kháng kháng, giảm chừa những cái kẻ mà coi như là ngụy biện, những cái kẻ mà côn đồ đã lừa gạt đồng bào hết sức